mồi luôn. Sút luôn. Ra đằng sau lồng nhưng mà chưa gì. Quay ngoài tay. Chui xuống dưới con bé. Ngồi lên. Lên đường rồi đấy. Đằng trước đeo đâu, tận ra đằng sau là đeo.
Được chưa anh? Con em đang đấu, đang mổ đằng sau lồng. Chơi được không anh? Đang gần lồng. Sát lồng luôn. Đã bịt đằng sau rồi nhưng nó cứ ra đằng sau nó đấu. Chơi được không anh? Điếu. Hả? Điếu. Cái quay được. Nãy vã lại không kịp quay. Nếu quay được cái ấy mới quay được quay cũng ít cho nó nhảy cập bộp. Sắp chết rồi. Sắp chết rồi, ngay lồng. Chưa. Cái cây kìa. Tí chìm tàu. Ủa leo trên đấy em không phải dính về con gì sao nó ngứa thế?